pH Truthy thanh mát sảng khoái, hoàn toàn từ thiên nhiên. Sẽ thế nào? Còn nếu như anh không em, anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi, chỉ biết có mỗi em thôi. Em hiểu không? Ngoài giữ góc tối tâm quê, với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang. Màu trời buồn lắm, ta đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi, sợ ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác giữa anh. Giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm gối. Thời chưa nắng, một màu sương trắng thấy em. Em không hiểu thấu, em như nắng mai trong đời. Sướng quá, quang sướng quá. Bài hát của Khải Đăng có một đặc điểm chung mà không biết các bạn ở đây có thường thấy không? Đó là không thể hát đám cưới được. Vì tu. Thứ nhất là sợ ngày mai em đi mất. Hôm nay em cưới rồi, suốt đời không xứng. Sợ ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác giữa anh. Thưa quý vị thân mến, đây là Khải Đăng, một người với rất nhiều bài hit. Ngày hôm nay sẽ chọn bài hit nào? Em sẽ xin được chọn ca khúc Ngày mai em đi mất của nghệ sĩ Đặng Chi. Những bài hát của Khải Đăng có một đặc điểm chung mà không biết các bạn ở đây có thường thấy không? Đó là không thể hát đám cưới được. Vì tu. Thứ nhất là sợ ngày mai em đi mất. Thứ hai là Hôm nay em cưới rồi. Suốt đời không xứng. Tình yêu có còn tồn tại. Đừng mong anh chúc em hạnh phúc. Thực sự ra là em cũng có suy nghĩ về vấn đề này rồi. Vì không biết tại sao thời gian qua thì mọi người đón nhận những cái khúc của em nhiều. Và mời em đến những buổi tiệc và đám cưới. Và chú rể chạy tới nói nhỏ em là hát hôm nay em cưới rồi mới được về nha em. Thì em ngồi em suy nghĩ kêu là bây giờ mình hát thường thường là sẽ hát khoảng 3-4 bài. Thì em tính đâu là ca khúc đầu tiên là ngày mai em đi mất. Sau đó là hôm nay em cưới rồi. Suốt đời không xứng và đừng mong anh sẽ chúc em hạnh phúc, nguyên combo tuyệt vời luôn. Thì em cảm thấy là em nên phải thay đổi một xíu để phù hợp cho đám cưới hơn. Thì hy vọng là năm nay em sẽ ra một ca khúc nào đó. Ví dụ em là tất cả của người ta. Đó là đám cưới, đối với em là kỷ niệm đúng không? Bởi vì khó, nhưng mà còn anh là kỷ niệm nhiều hơn. Anh là đã từng một lần và từ chối nhiều lần. Về việc diễn hài đám tang. Đã nghiêm từng túc, một lần. Nghiêm túc luôn. Mới gần đây là khoảng 2 tháng thì anh đi ra một viết một đám tang của một người thân. Anh em chơi với nhau thì mẹ cái người đó mất. Anh tới thì khi bước vào gia đình vỗ tay rất là nồng nhiệt. Anh ngại quá thì anh mới trốn luôn. Thì họ dùng loa với công sức cực lớn. Mời nghệ sĩ Trường Giang lên trình diễn hài. Thiệt luôn, đó là tại vì bác mất là cũng cao tuổi đó. Và gia đình rất là yêu quý bác. Và lúc mẹ còn sống thì không gặp. Thôi bây giờ mẹ mất thôi lên diễn hài. Mẹ phù hộ cho. Xanh mặt. Xong lên mình chia buồn với gia đình. Mình nói thôi gia đình ơi, đây cũng là một ngày gia đình cũng có nhiều cái bối rối. Thôi đây là phần con cháu Trường Giang tới thắp nén nhang. Và mình sẽ có những câu chuyện nó để ở lúc khác. Còn lúc này thôi em sẽ ngồi đây, thế khi nào mọi người mệt thì em sẽ về. Để em có gọi là sự chia sẻ.
mọi người ở dưới vẫn vỗ tay hai đi hai đi thiệt. Và sau đó Trường Giang quyết định là về, bởi vì không dám ở lại nữa, sợ mọi người nó không hay á. Cuộc đời mình có những cái khoảnh khắc như vậy. Thì cũng có một lần nữa là cũng đã từng diễn rồi, là có một cái bạn đó là hậu đài hồi xưa anh diễn kịch mà dạ. Diễn anh Hữu Lộc đó, anh Hữu Lộc mất rồi thì mẹ bạn ấy là bị ung thư và lâu quá rồi. Thì giống như là việc mẹ mất đi là một cái sự giải thoát cho mẹ bạn ấy, và gia đình đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Thì mình xuống, mình ngồi vô thấy cháu đẻ hết rồi, cháu gà đó, thì mình ngồi xuống, cái gia đình mới nói là mời nghệ sĩ Hữu Lộc cùng các nghệ sĩ Trường Giang đồ lên diễn hài cho bác xem trước khi bác mà bác mất rồi, cho bác xem giống như trước khi bác qua thế giới bên kia. Cả đám sảng ai dám gì nước tan vậy. Mà anh Hữu Lộc nó không sao, đại gia đình nói như thế có nghĩa là gia đình mong mỏi và gia đình vui với điều này. Thì mình tế nhị một chút và mình lên mình hát thôi, hát mấy bài như là Tây Du Ký rồi đó thiệt yeah. Hành Lý rồi đó. Nên trong cuộc đời mình có nhiều khi nó gặp những tình huống mà trớ trêu lắm. Cái chuyện của em là rồi sau này cũng không sao cả. Dạ, cái chuyện của em sau khi nghe câu chuyện của anh thì em thấy em thật nhỏ bé, cho nên là em cũng an ủi một phần. Thì bây giờ Khải Đăng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều với việc phải hát chung với giọng hát bên kia bức tường, nhưng không biết chắc đó là ai. Bây giờ là clip về nhân vật bên kia bức tường. Nguyễn Thoại, Tăng Thanh Hà, Thế Giới Vbop, Nguyễn Hai Độc Thoại à, đám cưới này, đã có vợ, yêu nhau ở công viên, à chia tay ở công viên, cãi nhau rồi đã chia tay, tan vỡ. À, một người về Đà Lạt, một người về Đà Nẵng, ngồi suy tư. Cuộc đời tôi đụng ba chấm. Cuộc đời tôi anh biết ai luôn rồi đó, thiệt không? À, em biết đó, anh cũng biết đó, anh em mình quá hay đi thôi đó. Yeah. Có thể là cho em thêm thông tin được không ạ? Anh này cao không? Không đẹp, biết chúa khẳng định đẹp trai luôn, đẹp trai đẹp. Huyền thoại luôn. Có hình ảnh của chị Tăng Thanh Hà, đây hình ảnh của Tăng Thanh Hà là một người rất là xinh đẹp luôn. Rồi trong đó là có chữ Tăng Hà có liên, chắc là có liên quan rất mật thiết tới cái nam ca sĩ này. Nhiều khi đóng clip hay đóng phim chung, nhiều khi đóng phim hay đóng gì chung cũng có. Đã có vợ rồi, mà ca sĩ có vợ thì nhiều lắm. Thế Giới Vbop nha. Thế Giới Vbop, anh Ưng Hoàng Phúc hả? Họ Nguyễn. Đó là nghệ danh của anh thôi, như là Ưng Hoàng Phúc. Anh Ưng Hoàng Phúc là Nguyễn cái gì Thanh đó, phải không? Em nhớ là Họ Nguyễn. Anh có ở Đà Lạt không? Ưng Hoàng Phúc không phải quê Đà Lạt. Đây là quê Đà Lạt mà. Hay là về Đà Lạt quay clip. Quê Đà Lạt là có Trung Quân Idol nè. Anh Trung Quân phải hả? Anh Trung Quân chưa có vợ đúng không? Anh Trung Quân là sâu thời Thế Giới Vbop thôi. Ghi nhật ký. Anh Hưng Hoàng Phúc có bài hát là Tôi Đi Tìm Tôi. Thì liên quan tới cuộc đời tôi. Không, nhưng mà nhật ký này chỉ có anh Quang Dũng thôi. Nhật ký đời tôi. Nguyễn Quang Dũng. Anh biết là đụng ba chấm. Đụng ba chấm. Chuyện của tôi là một ngày nắng ấm. Đó. Cuộc đời tôi ơi. Rồi Đà Lạt, Đà Nẵng. Nguyễn Đà Lạt. Tên của anh này có chữ Đà. À, ca sĩ Đà. Dừng lại đi. Anh Châu Gia Kiệt. Đúng rồi, Châu Gia Kiệt mới lấy vợ luôn á. Thế còn thông tin về Đà Nẵng thì là sao nhỉ? Bà vợ. Vợ Đà Nẵng. Nhưng mà chia tay rồi. Chia tay rồi, break rồi. À, cái tim tan vỡ rồi. À, con tim vỡ tan luôn. Anh Phan Mạnh Quỳnh. Đã nói là họ Nguyễn mà. Anh Phan Quỳnh là tên thiệt mà. Họ Nguyễn. Em có nghe nhiều ca sĩ Việt Nam em không? Em nghĩ là nhiều thôi, nhưng mà có thật sự nhiều hay không thì bây giờ em phải nghe mới biết được. Nghe mới biết được. Dạ. Xin mời nhân vật bí ẩn số 3. Ca sĩ vậy, bữa nay sao ai cũng nhảy nhót. Thích nhảy lắm anh, nhảy dữ lắm. Hay nhảy quá. Moonwalk thì kinh quá luôn. Đô nha, không có mặt. Sao biết đô vậy? Nhìn cái vai. Làm bây giờ nãy giờ mọi người chưa thấy mặt đúng không? Chưa thấy mặt. Đẹp lắm. Chưa thấy mặt mà đẹp lắm. Mặc đồ con chim đẹp. Ngang đôi giày cao ngang anh mà đứng ngang anh luôn. Chiều cao là xem à. Ừ. Anh Vũ Hà. Mang đôi giày này là phải lớn lắm, lớn tuổi lắm. Thôi đừng có đoán nữa. Âm nhạc nha. Dạ ok. Xin mời âm nhạc dành cho cặp đôi của chúng ta.
như anh không em, em sẽ thế nào? Còn nếu như anh không em, anh sẽ điên mất. Mọi thứ xung quanh em thôi, chỉ biết có mỗi em thôi, em hiểu không? Và giữ góc tối tâm quê với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang màu trời buồn lắm. Ta đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi, trời ơi. Sợ ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác giữa anh. Giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm gối. Một màu mưa thời chưa nắng, một màu sương trắng thôi em. Em không hiểu thấu, em như nắng mai trong đời. Đúng rồi, con súng ấy. Tại sao lại bẻ giọng như vậy? Đúng rồi, tại sao lại bẻ giọng như vậy? Giống vừa hát vừa ăn bánh bông lan trứng muối vậy. Chắc là cố tình rồi. Cố tình đấy là tại vì là nếu mà hát bảo là giọng thật làm sao biết ngay. Em biết anh này hát rất hay. Vậy là anh này rất là nổi tiếng, tại vì hát lên là sẽ biết nên là bẻ giọng. Mà gắn liền với Tăng Thanh Hà. Giọng rất là trầm buồn. Và nãy giờ mọi người vẫn chưa thấy mặt luôn đúng không? Chưa. Rồi. Thấy đã không nói cho anh rồi. Em sao? Mệt mỏi quá thì mình về với gia đình. Dạ, em cũng đang chuẩn bị đề máy xe chạy về. Liên kết với những thông tin hồi nãy ở video clip thì có khả năng đây là ai? Em có đoán sơ sơ là ai chưa? Em hãy liệt kê ra những cái tên đi. Cái tên nào đúng anh sẽ vỗ tay thiệt nhiều cho. À, hồi nãy có nghe anh Giang nói về anh Quang Linh. Không, anh này cao lắm, anh này rất cao. Không phải, tự nhiên anh Quang Linh, cái chuyện anh nhắc về anh Quang Linh ai mà. Nhưng mà mọi người nói về con chim thì anh Linh có hát về con tiếng hát chim đa đa. Chim sáo ngày xưa. Chim sáo ngày xưa. Đúng rồi. Tiếng hát chim đa đa. Chim sáo ngày xưa nhá. Chưa nói chuyện xong mê nói chuyện quá hả? Không phải chim đa đa. À, chim bao rồi. Đây là chim cá. Mắt nói quá rồi, em tranh thủ em đoán đại cho người ta hát xong người ta nói chuyện nè. Thì người mà em có thể đoán được ngay lúc này thì em nghĩ là anh Quang Linh. Anh Quang Linh. Bởi vì chúng tôi tha thiết mong nhân vật bí ẩn mở màn ạ. Người này á là cũng có từng có một chút xíu liên quan Triệu Ngọc đấy. Bây giờ anh nghĩ trong đầu thế giới V-pop và hình dung ra cái gì chứ? Rất nổi tiếng. Người này mà không rất nổi tiếng. Hồi xưa thì em có suy nghĩ tới là có nghe cái từ đó theo một cái giai điệu là thế giới V-pop là thế giới V-pop thì thế giới V-pop lúc đó là nhiều ca sĩ lắm. Nhiều. Nhiều cái để mà trong cái nhóm mà hát cái câu đó thì nhiều lắm. Em nghĩ nha, cái khoảng thời gian đó thì đa số ca sĩ đều lấy là nghệ danh thôi, còn tên chính thức thì thật ra nãy giờ tất cả mọi thứ nó đều là có đúng có sai. Ừ. Thế giới V-pop là một cái chung. Đúng rồi. Chứ không phải là chỉ trong chương trình đó không. Đúng. Ừ. Nó là một cái cả showbiz đang hoạt động trong V-pop. Có quyền hỏi trực tiếp. Anh ơi cho em hỏi anh là quan hệ của anh và chị Tăng Thanh Hà là gì ạ? Anh là anh của Tăng Thanh Hà nhé. Ủa không lẽ anh là chị của chị Thanh Hà? Câu hỏi này em không chấp nhận. Tức là anh không phải là bà anh. Anh lớn hơn thì anh là anh chứ sao. Có bao giờ anh đã gặp em ở ngoài đời chưa? Nếu mà ở ngoài đời thì anh cũng đã từng gặp em rồi. Đã từng gặp em rồi thì có nghĩa là không có gặp thường xuyên, lâu lâu mới gặp thôi. Hoặc là tình cờ gặp thôi đúng không? Đúng rồi, anh thấy em hát đấy. Hát hay lắm. Thông tin từ chương trình đưa ra có liên quan gì? Anh có từng viết, anh có sở thích viết nhật ký không? Hay là anh có cái gì liên quan tới nhật ký không? Anh thích viết nhạc nha. Viết lời nhạc nha. Viết lời nhạc. Nhưng mà anh có phải là nhạc sĩ không? Anh cũng có sáng tác. Nếu mà gọi là nhạc sĩ thì cũng được. Cho em xem xin thông tin rồi, được bây không giờ, ạ? Bây giờ đây nha, anh sẽ cho em vài thông tin nha. Rất là cụ thể nha. Người này rất
là đẹp trai. Cái bộ đồ con chim á, nó có liên quan nha. Rất là nổi tiếng. Anh này từng tham gia một chương trình boxing. Oh, ok. Có bao giờ đi tập boxing chung với em chưa? Tập boxing chung ấy à? Anh cũng không nhớ. Em có tập chung với anh bao giờ à? Như là không à? À, cái đây là gương mặt đang suy nghĩ thiệt nha, chứ không phải là nói xạo nha. Đang suy nghĩ thiệt, có nghĩa là có tập chung hay không đó. Vì nếu mà đang suy nghĩ thật thì em nghĩ là em biết là ai rồi. Nhưng mà em muốn hỏi thêm một câu nữa để mà... Vậy em bây giờ em nói ai nè? Em nói ai nè, thử nói cái tên đi. Em đang phân vân giữa anh Ưng Hoàng Phúc và anh Cao Thái Sơn. Vì cả hai anh này em đều gặp ở ngoài và có đi tập boxing chung. Cái thông tin ban tổ chức đưa ra là đã có vợ. Anh Cao Thái Sơn chưa có vợ và anh Ưng Hoàng Phúc rồi. Em nhớ anh Ưng Hoàng Phúc tên thật là Nguyễn Quốc Thanh. Nhưng mà chắc gì là đây là Ưng Hoàng Phúc. Tại sao em chỉ gọn hai người thôi? Đà Lạt, Đà Lạt, Đà Nẵng nữa. Ưng Phúc đâu có liên quan tới Đà Lạt. Ưng Phúc là người miền Tây. Vợ Ưng Phúc là Kim Cương, là người Đồng Tháp. Đà Nẵng là có anh Quang Dũng nè. Không, anh Quang Dũng ở miền Trung. Anh Quang Dũng ở là Phú Yên. Phú Yên anh. Quy Nhơn, Phú Yên. À, hồi nãy giờ thì giả giọng giống anh Quang Dũng thì. Đúng rồi. Cho em nghe hát bài Còn Ta Với Nồng Nàn thôi. Công hát câu Còn Ta Nồng Nàn. Còn ta với nồng nàn. Nồng nàn. Sao lại hát cái gì hay hát vậy? Chọn đi ạ. Đây là em nghĩ là anh. Ưng Hoàng Phúc. Và bây giờ là âm nhạc còn lại. Ngồi giữa góc tối tăm kia với anh là niềm vui. Mùi khói thuốc lá vương mang bầu trời buồn lắm. Đã đánh mất hết tương lai của mình, chẳng dám nói tiếng yêu ai nữa rồi. Trời ơi, giờ ngày mai em đi mất. Chỉ còn ngày mai em đi mất, chỉ còn thân xác sơ anh. Giật mình trong cơn ngủ say, anh sẽ thức giấc tay ôm nhầm đôi. Một màu mưa thay cho nắng, một màu sương trắng thay em. Em không hiểu thấu, em như nắng mai trong đời. Nắm đôi tay anh đi, anh kia hoài sao em không nghe thấy. Anh nhớ thơm mùi tóc em từng đêm. Đừng nhìn anh như thế, tội nghiệp anh lỡ hay sao. Nhìn vào trong đôi mắt em, anh thấy lấp lánh những điều mới mẻ. Bầu trời hôm nay sao thế, trời buồn nên cứ rơi mưa. Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lâu. Mưa rơi nhiều quá, hôm nay có mưa trong lòng. Yes. Và đây chính xác là nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Quá dễ luôn á, ấy mọi người ạ. Từ đầu nè, Tăng Thanh Hà nè, là trong cái MV kỷ niệm bỏ quên là Đường Bay Hú Hù đó. Còn Cuộc Đời Tôi là trong cái sách gì của Ưng Phúc đó. Tại vì em chỉ nghĩ tới cái phim Bỗng Dưng Muốn Khóc thôi. Còn Thế Giới V-Pop thì ngày xưa Ưng Hoàng Phúc mà số 2 thì không ai là số 1, đúng chưa? Quá cái, nhiều dữ liệu, cái dữ liệu để đúng rồi, để không biết là tại sao ông chồng lên Đà Lạt, bà vợ đâu đó là Đà Nẵng. À, cái đó là hình như là đang giải trình cho bài Mỗi Người Một Nơi. Thì ra là một thông tin
cài cắm. Anh với lại Đăng là có gặp nhau nhưng mà anh em mình không có thường xuyên nói chuyện và thân hơn thôi, nhưng mà gọi là biết nhau và quý mến nhau rất là nhiều. Và đặc biệt là rất là thích những bài hát cô em đã từng hát. Và gần đây nhất đó chính là bài hát này, là một bài hát mà anh bắt đầu ấn tượng với giọng hát của em hơn. Một giọng ca rất là nội lực, tình cảm, da diết. Nói chung là anh nghe bài này rất là nhiều. Thật sự ra là hồi xưa là lúc mà Đăng chưa về Việt Nam đi diễn, là Đăng có một lần đi diễn bên Canada chung với anh. Không biết anh còn nhớ hay không, nhưng lúc đó là em mới vừa là vào nghề thôi. Và em thấy anh trình diễn và em nép vô trong góc, em ngồi em coi cả buổi luôn. Mà tại vì thường là em sẽ hát trước, sau đó rồi anh mới lên em hát sau. Và từ đó cho đến cuối chương trình luôn, làm thường là mọi người đi về em ngồi đó em coi hết chương trình luôn. Em thuộc, anh diễn. Em thuộc nhiều bài của anh Hưng Phúc không? Dạ em thuộc chứ. Cái ca khúc mà em rất là yêu thích là ca khúc Vì Sao Trong Lòng Tôi. Ở đây mà nói thuộc những Hưng Phúc thì tôi số 2, không ai dám số 1 đâu. Trường Giang rất là thuộc rất là nhiều bài hát của Ưng Hoàng Phúc luôn. Không biết là mọi người có phát hiện hay không, chứ anh Ưng Hoàng Phúc cũng là một người có vẻ đẹp không tuổi à. Đúng rồi. Yeah. Lúc mà mình còn nhỏ là mình đã thấy anh Ưng Hoàng Phúc đã là như vậy rồi, đúng không mọi người? Và bây giờ khi mà em lớn là em 30 mấy tuổi rồi mà Ưng Hoàng Phúc vẫn là như vậy. Cái này là mình nói là không tuổi hơn vậy nữa. Cảm ơn ST. Anh già chậm chút. Cái này là mình nói là không tuổi, nhưng mà trong cái phim mà gọi liễu trai người ta gọi là gì? Thành tinh. Không, nhưng mà phải thật sự nói, nếu mà mọi người có quan tâm chi tiết nhiều giống như là em thì anh Hưng là anh Phúc là một người mình đã đi quan tâm dữ chưa? Mình đã đi em sao? Qua rồi, khổ cực quá rồi. Anh Hưng, anh Phúc. Anh Phúc là một người rất là tập trung vào sức khỏe của mình và rất là kỹ càng về sức khỏe của mình. Cho nên anh là nghĩ cách là tập trung sức khỏe lành nên là em, nói như vậy em Phúc đâu em á, sống này thì vô trị biết bị gì mà anh nha. Không, em bị hơi run xíu. Dạ, nhưng mà thật sự là khi mà lúc mà tập luyện boxing chung với anh Phúc á thì thấy cái sự kỹ càng và chi tiết của anh, tức là tới giờ tới giấc tới nơi tới lúc là anh cần phải uống nước, anh cần phải như thế này thì anh phải như thế, thì đó là một cái sự mà em rất là ngưỡng mộ anh. Ủa anh thấy bình thường mà Đăng tập hồi mệt khác anh uống nước dạ không mà. Không bình thường này. Nói về boxing, tôi xin kể một câu chuyện nó hơi nhục một tí mà tôi kể luôn. Là đó một ngày đẹp trời, cách đây 2 năm về trước, là đó tôi hơi mập tí thì cần phải tham gia một vài cái phim, một vài cái game, thì tôi thấy Ngô Huy Huy đó cũng đánh đấm, mà tôi gọi Huy, bắp ơi giúp anh, hỏi gì anh, có ai tập boxing qua nhà tập cho anh với? Có, mai anh rảnh. Mai anh rảnh sáng mai 8:30-9 giờ người ta qua. Ok, sao có một cậu rất là lực đồ qua rồi cũng đưa bao tay rồi, anh đừng mua, em đem qua hết, đưa đấm đá. Rồi mình bắt đầu tập đấm gì đó, 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 1-2 gì đó, xong đá, bạp. Đúng 5 phút, nghỉ. Ủa, này là tập Muay Thái mà. Không, boxing đâu có đá, đâu có đá. Cái gì mà đấm gì đó, boxing bao tay vậy thôi. Thì bao tay đó, nhưng mà boxing đấm đầu có đất, không có đá. Đó, okay. Đá là Muay Thái nha. Không biết cậu em hát như Huy sao, qua ngày, 3 ngày sau Huy gọi, sao em bút người qua tập cho anh mà toàn vợ anh tập không vậy? Nhà Phương tập tôi đâu tập nổi. Đấm không nổi, tôi đó mệt ghê lắm. Mệt. Mất thể lực đó, mà nhảy qua nhảy lại được gì đó, né đòn á. Không, cái đó mà ai mà tập được là giỏi đó. Mà cái đó là nó hao calo là số 1 luôn á. Giảm cân số 1 luôn á. Giảm cân số 1 luôn á. Bởi vậy mập hoài là vậy. Tập nổi. Thôi giờ thôi theo đi, theo Phúc luôn thì tập luôn. Thôi tập nổi đâu. Từ từ lên à, quen. Đang bị cổ vai gáy rồi nữa, tùm lum hết trơn. Mình chữa, lo rồi lo gì. Nhìn ôi trời, giúp cho có phương pháp mà, lo gì. Vâng. Đi tập thoải mái, tập đau mỏi, đau lưng, đau cổ gì thoải mái. Về thì chỉnh lại cái nó hết à. Trời ơi. Ủa, nói giống như chỉnh đồng hồ vậy trời. Không, mà nói giống như là quảng cáo anh. Đau lưng, mỏi, gối, tê tay. Ơn Hoàng Phúc đó là có một cái gọi là fan girl đỉnh cao nữa là Lâm Vĩ Dạ. Thì Lâm Vĩ Dạ có nói là Ơn Phúc ảnh đang làm kinh doanh các sản phẩm mà về sức khỏe, xương cổ rồi đó. Ai có bệnh tật, đau yếu gì thì liên hệ ca sĩ Ơn Hoàng Phúc. Rồi bây giờ mời Sino mang Phương Miện lên trao lại cho Khải Đăng. Khải Đăng sẽ có quyền lựa chọn cuối cùng và là thay đổi tình thế nếu muốn. Và bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi đến với phần cuối cùng của chương trình Lạ Lắm À Nha.